Sáng 7 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo cho biết mình coi bị cáo Trương Mỹ Lan như là mẹ nên tin tưởng tuyệt đối. Cáo là được cô yêu thương và sử dụng từ nhỏ nên bị cáo còn gọi cô là mẹ. Thế là đó là lý do mà Trương Mỹ Lan bảo gì làm đấy hay là vì lý do gì? Trước hội đồng xét xử, bị cáo thì là được lớn lên cùng với cô nên bị cáo rất là hiểu về cái tính của cô, rất hiểu về cái cách sống này, làm người của cô, cho nên cô đã cho bị cáo được ăn học và cho bị cáo được làm việc tại tập đoàn thì bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào định hướng và tầm nhìn của cô. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan nên được tin tưởng giao quản lý và điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo cháu gái thành lập các công ty ma thông đồng với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với công ty cổ phần LaViFood để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của bị cáo Lan và bị cáo Vân. Bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập, sử dụng 52 công ty ma, phối hợp với Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn trái quy định. Cáo trạng xác định bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Lan và bị cáo Vân rút tiền từ ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định bị cáo Trương Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Trong số 86 bị cáo bị đưa ra xét xử có bị cáo Trương Huệ Vân, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị xét xử về tội tha ô tài sản. Bị cáo Trương Huệ Vân là một trong số 13 người bị đưa ra xét xử với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Đến nay, bị cáo Trương Huệ Vân đã tự nguyện nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Những diễn biến tiếp theo của phiên tòa sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật trong các bản tin sau.